Ê, đây có đâu đồng em này. Đến nào. Lúc không Ừ, cho nó kiểu cái lưỡi nó to. Là chiều chiều ấy nó mới ăn, giờ này nó chưa ăn. đó. Không có, nó bự lắm, ngay cái mặt nó mang này. Đây có đâu đồng em này, cả luôn cả tầm. Phải là mình câu sau nó mới có đâu đồng. Sửa sửa lại cái lưỡi luôn. Phía này bu đồng đen á, mà có đó đó, đó. Thả xuống là nó lâu mình á. Thôi một em. Một em lên nha. Bỏ xuống rồi nữa. Tía liền nhanh lắm. Này, nó kéo này. Rồi. Ủa. Nó cay. Chân cái đầu nó vướng vào chân cước bên kia đó. Cao không phô luôn à. Sao biết nó giật? Nó trâu ra rồi. Đây, nó bị dưới. Nó sửa là trùng cái nó
nó thủy trùng á, chắc sửa lại. Tôi đang có lợi thấy kìa mà. Còn có con không? Sao sao cũng dính chưởng không? À đi bỏ lại trùng luôn. Tha luôn có mồi trùng nữa đi. Mấy con rồi? Ba con, bốn bốn con. Nó bữa câu nhiều lắm, bữa nào sao nó ít kia chưa? Hồi đó không nghĩ nó ăn luôn á. Thả xuống là nó bị liền rồi. Thằng kia có nó. Được, còn có coi gì mình đang về mấy con con. Thì đó ủa có luôn rồi. Mà cái nán lên kìa, nán lên nó mới an. Mưa giờ nó không an. Nước rồi. Đi qua kia tiếp à. Thêm mấy con rồi. Con chặn nó có lưỡi nó to quá nó không ăn hết chứ. Rồi một em nha mọi người, cuối cùng cũng dính nha anh em.
Có đớp một người. Rồi, một em nữa này. Là nha. À, dính con nào ông Tâm? Nó xúc ra luôn mọi dính con nào không? Dở này. Cậu dính con nào không? Làm hôm nay nữa. Này có đớp mọi ui, kéo thế mà. Thế mà không biết luôn. Đất trùng rồi mọi người, chữa lên lù lù có có rô đồng này không? Quá trời ơi mượn thằng cao sang là chín nó tầm bông còn đem lên đem lên cầm theo cái hũ á đánh lâu này. Còn nào không? Có đồ đồng mà. Cầu dưới đá mới có đồ đồng. Không, dạ nó quặn vô cái lục trai sao mình giật thì giật cái nó. Ui, tấn rồi mọi người. Có nhiều lắm. Vì này. Ừ. Một em nữa nha.
vô đi.